Đến kèo nào mấy ní ơi. Đó, trời ơi. Đó, hello tất cả mọi người nha. Tiger, VN Tiger, bạn VNF mọi người. Chúng mình qua đây giao du chơi. Tập tình. Bảo là lộ lính đó, nhưng mà mới chưa được 10 giờ. Chưa 10 giờ mà giờ này chỉ có mấy cha mình ngủ sớm với lại nhậu nhẹt thôi. Chứ dân chơi gã cháp thì để đồ sẵn rồi. Sao tôi nghi ngờ của nhân sinh quá. Đó. Đây cứ chơi. Trời ơi. Bỏ chỗ lính rồi ní ơi. Chết rồi, xấu rồi. Rồi 55 luôn. Chết rồi. Ní ơi, đang ngon ní ơi, chết tôi. Trời ơi, ơi. Hẹo luôn. Chết đi chết. Tù Vinh Quang là tù Vinh Quang. Ủa sao tụt? Tụt 50 mờ lực nha. Tổng thiệt hại là 132. 616. Vậy là nghịch lính rồi. Nghịch tính. Chắc vậy. Thánh đường chắc là mình thấy là nâng lên 2 mốc. Từ 910 lên 919 là chắc là chữ bệnh xá. Rồi. Ok, chắc nghịch lính. Còn lên 55 là chắc là từ 19 lên 55. Chắc thánh đường. Đây, thám đường nha mọi người. Đây, T4 đẹp, nói chung là T4 đẹp. T2 nữa nè, chắc là nghịch lính mắc cung. Không biết là lấy trận nào, tại giờ hồi nãy mình không có thám nha. Mà ok rồi, hẹo ngon. Đến đã ghê, để chứ hay, man. Xíu bên mình 5 bộ nha. Chắc để cung. Không, để cung, ừ, chắc để cung thôi mới hẹo cỡ đó luôn. Tưởng ngộ nát rồi mọi người. Đấy, có lính thì nghịch lính thôi. Thôi chắc nghịch lính. Lính là ok nha, bạn đẹp. Đấy, rết không có. Má ơi. Trời ơi, rết không có cái cậu. Tù rồi. Đó. Hồi nãy giờ không để ý má. Khi tôi bị ra ly kìa. Chết rồi. Hẹo ơi. Bị anh ra ly rồi Mỹ ơi. Tắt chồng mình cậu. Ok, hello mọi người. Đó, lên kèo rally nha. Bị đánh, đó, mất tướng rồi các cậu ạ. 1B652. Tới luôn cậu ơi. Hello chào cậu, đấm gì đây? Chúng mít hơn. Mít thì bộ ấy. Mít thì bộ, ấy. Trời ơi. Đâu? Đây không phải đâu. Đây cái này đây. Nhả 32k. 13, 12 mời lính nha mọi người. Đâm mít nha. Tại vì nhìn đồ lân lân quá, không biết. Tại thấy cái tay, nhìn cái tay thuận có tưởng mít, tưởng bộ. Khỉ khỉ chơi. Nói chung là vui thôi nha các bạn. Chỉ xem trên tinh thần giải trí thôi, chứ không có khỉ gì nhau hết. Nói chung là vui vui thôi. Bên bạn cũng vui lắm. Nói chuyện ok. Đó. Trời ơi. Không nhìn kiểu nhìn cái tay thuận cái mình tưởng nó là bộ. Đâm đơn kiểu đang on cũng hiếm khi nào đâm đơn. 12 mà lĩnh không thủ lĩnh đếp. Nhả 32k. Thiệt hại không bao nhiêu các cậu. Trời, tại vì ATK trắng của thay bên mình là hơn cỡ tầm 500 hơn đấy, tầm đấy. Các bạn phải tầm đấy. Mình và các bạn không thủ lĩnh ATK 200 chắc chết luôn. Hẹo liền. Có bet nữa, có bet 5 hỗ trợ nữa. Vừa bet vừa ATK gốc cao. Nó sẽ không có đủ đỉnh thì nhả mai băng đá với lại cung nha. Nhả cung với lại mai băng đá. Nói chung là cái này thì tại vì quá ít rồi. Ok. Mấy bạn chắc cũng ngương nhau ấy. T4 không à? Không có T5 nha. Không T5. Để đâm vui thôi, làm kèo vui thôi. Giao lưu qua lại. Đấy rồi. Cái này đâm T5 mấy thốn chứ. Cái này bên bạn đâm T4 không à? Không có T5 này, không T5 luôn. Đó. Bạn không nghĩ là bạn đi tù à? Trời, chắc vậy quá. Ok, không thủ lĩnh nha. Dead ngọt, đẹp. Sướng, tèo. Chửi là chết T2, 500k.
50k cung T2 đó. Nói chung là và ok. Rồi thì clip của mình tới đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Bye bye mọi người.